Xin chào quý vị, con quay trở lại với cửa hàng Tính Nông Cơ. Thì ngày hôm nay em đang ở cửa hàng Tính Nông Cơ số 2. Bây giờ là 2 giờ mấy trưa rồi, rất là nóng luôn con. Mẹ kia mỗi con xem phía đây này. Rồi, rất là nóng luôn. Bên em mới mở là chưa có nhiều cái cây xanh mà đứng ở mặt màu được. Cái thời tiết này là ba mấy độ, rất là nóng luôn. Nát nha. Giờ bên em mới về hàng lúc sáng này, sẽ quay cho con xem nha. Những cái mẫu phụ tùng mới vừa về. Không biết quý vị con mình ở khu vực quý con mình có bị nước mặn hay không, có bị nắng nóng hay không. Chứ bên đây thì em may mắn là được khu vực cái chỗ cửa hàng chỗ này thì nước ngọt, nhưng mà nước nó yếu lắm. Đây quý con xem một số mẫu phụ tùng ha. Thứ nhất đây là những cái công tắc của máy cắt cỏ. Cái này mình gắn cái bát vô đây, con ốc mình gắn vô đây nè. Rồi một cái dây này thì mình gắn vô cái dây dương. Còn cái này là âm, rồi gắn ốc vô đây là âm rồi. Cái này thì có mười mấy ngàn cái thôi. Còn cái này là cái bắp chuối của máy cắt cỏ này, cỏ thông dụng mà con ha, 260. Cái này là tôm nhỏ nè, còn hàng này là tôm lớn nè, tôm lớn của GX35 hoặc MTD24 là cũng vừa luôn đó. Cái này thì nó 100 mấy cái người con, nó 100 mấy cái rồi. Rồi cái bên đây, anh này là cái dây thiều của thằng chụp giật máy cắt cỏ rồi con. Mấy dây thiều con giật lâu ngày nó bị tuôn ra hoặc lâu ngày bị xét nó bị đứt á, thì mình có thể cái này nó nhiêu ta, vài chục ngàn ha. Cái bộ dây thiều này hai mấy ngàn, ba mấy ngàn gì đó này, em chưa nhớ giá là mới gì về. Còn đây là cái bạc mình gắn vô bít tông rồi con. Cái bạc mình nó bị gãy, he luôn, bị gãy nó bị cứng á, thì mình tháo cái bộ nòng ra, mình gắn cái bạc này vô. Cái bạc này em có từ 30 cho tới 40 nữa mọi con ha. Đây quý con mình xem bị hư cái nào á, thì liên hệ em sẽ gửi cái này thì nó rẻ mười mấy ngàn à mọi con. Rồi cái này là cái bình xăng lớn để bên kia, bình xăng con chứ. Đây là cái tiếp tháo bugi, đây tiếp tháo bugi máy xăng. Máy xăng thì xài cái này, máy xăng nó xài cái đầu lớn. Còn hàng này là tiếp bugi 17-19, rồi tiếp bugi 13-19 đó, nó tùy loại cái bugi khác nhau, mình lấy cái loại phù hợp với con. Rồi cái thằng này là bố côn máy cắt cỏ, bố côn của máy cắt cỏ thì đây là bố côn loại nhỏ nè, còn này bố côn lớn cho thằng GX35, người mấy thằng TD24 Maru lớn rồi đó. Rồi kế theo đây là cái thằng cái nấm vú bơm mà nó có nguyên bộ gì luôn nè, nguyên bộ gì luôn, nó cũng rẻ thôi các con, mười mấy ngàn nha. Rồi thằng này là cái giảm rung của máy cưa nè, máy phun sâu nè, em có tùm lum loại thôi, máy cưa, máy phun sâu, rồi máy cắt cỏ, nó tè ra loại hết trơn. Cho mấy con mình cần cái giảm rung nào cứ liên hệ bên em. Rồi thằng này là cái ron của mình gắn với máy cắt cỏ thông dụng á, gắn vô với bình xăng con đi con, mấy bình xăng con bên kia kìa. Đó, mình gắn cái ron này vô cho nó kín khí mình mới nó mới nổ được. Còn hàng này là cái coi chó giật của thông dụng của 260-330 của chụp giật máy cắt cỏ đó. Mình tháo ra coi con chó giật này nè, nó khi nó bị gãy, nó bị bể, mình thay cái thang này vô. Rồi tiếp theo đây là cái vú bơm, vú bơm của mấy cái bình xăng con. Em có loại vú bơm nhỏ, vú bơm lớn thì chỉ mấy ngàn cái thôi. Còn mình cái này thì cứ liên hệ em, loại nhỏ là lớn. Rồi qua tới thằng này là cái bộ da bơm, bộ này hai mấy ngàn con, nó mấy miếng, 5-6 miếng gì đây nè, đó một hộp 5-6 miếng gì đây nè, của 260-330. Mấy loại cắt cỏ thông dụng nó cũng nhiệt bãi, em cũng thay mấy thằng này về rồi vô trong nè. Đó, da bơm lâu ngày nó sẽ bị cứng, bị chai kìa. Còn này là ốc của đầu dao, ốc của đầu dao mấy cắt cỏ rồi đó, mấy cái đầu dao này kìa, ốc nằm đây nè. Này nó răng ngược cái con, hay mình gắn ốc này vô được, còn mấy kia nó răng tự mình dặn nó vô. Rồi tiếp thằng này là cái sên bơm nước, đây sên bơm nước thì này em có loại răng 8 nè, răng 10 nè, răng 8 trong, răng 8 ngoài, rồi răng 10 răng 10 trong với quý vị con. Mình gắn cho mấy cắt cỏ này mình tiết kiệm, mình bơm nước trực tiếp từ máy cắt cỏ luôn. Này bằng inox đi con ha, thì nó chống reset cho mình đó, rất đơn giản tiện dụng luôn. Cái này 100 mấy cái à, cái này nó như ta 195 ngàn hay gì à, đúng rồi 195 ngàn inox. Còn cái mà bằng sắt á thì nó 150, thì bằng sắt nó rẻ hơn nhưng mà cái độ bền nó không cao. Rồi
đầu da này, đầu dao, đầu dao mấy cái cỏ quá tùm lum lại, tên con mình hư đầu dao nào cứ liên hệ em. Cái bên dưới mình xem là cái ống, ống cần nó gì, ví dụ là ống 24, 25, 28, có gì con mình đo á, lấy thước kẹp mình đo, nó thường 20 mấy á. Rồi cái mình xem cái lỗ ti ở trong đây nè, đó ở trong đây nó có một cái lỗ, quý con xem là cái ti nó vuông hay ti 9 khía, ti 10 khía, ti 7 khía gì đó, cứ liên hệ em sẽ tư vấn chứ quý con. Đó, cái đầu cắt cỏ là gì nè, đầu dao. Và bugi về rất nhiều loại, này là bugi của thằng Nagika này, có 2 thì 4 thì. Rồi bugi của thằng Havana đó, rồi Atin tùm lum loại trên. Rồi bên đây là mấy cái thằng bác cứa cắt cỏ, cái cỏ nhiều loại rồi con ha. Cuốc với con mình thấy mua cuộn nhỏ này nó 30 m, còn cuộn lớn này 100 m, thì cuộn lớn này 100 m đó. Đây là loại cứa gai theo màu đen, nó gai độ sát thương nó cao hơn. Cuộn này nó mấy chục ngàn á, thì mấy cuộn này mắc hơn, 100 mấy 200 mấy vậy á, nó tùy theo kích thước ha. Rồi thằng này là cái bát cước xích, nó 135 ngàn. Này quý con mình cắt mấy cái bụi rậm gọt tỏ mà lớn lớn á, còn quý con mình cắt thường chắc mình xài cái này được rồi, nó an toàn. Cái này bụi rậm thì con xài cái này thì nó sát thương cao. Rồi thằng này là tay ga, tay ga bóp mấy cái cỡ, tay ga loại đề cao quý con ha. Công tắc nằm đây luôn nè, công tắc nằm đây luôn, quý con mình tắt mở đây bóp ga nằm thế này. Đó. Cái này thì nó 100 mấy cái. Bóp ga này, ga mỏ dịch nè, đó, bóp ga đây luôn. Nó hai loại khác nhau. Còn cái này là 33 ngàn chai. Đây là chai xịt rửa chế bình xăng con. Lâu ngày với con mà mấy cái bình xăng con này nè, mình xịt lâu ngày nó sẽ bị dơ bình xăng con. Mình xịt mình tẩy dầu nhớt trên máy luôn. Nó tiện dụng mà nó rẻ hơn chai R7 có 200 mấy mil à, còn này tới 450 mil. Em đã xài gì mà em cũng bán nhiều cái thằng này rồi con. À, rồi à, đây là bình xăng con. Bình xăng con em có 3 mẫu, con này của 330 bình xăng con 330, nó rẻ hơn. Còn cái thằng này thì nó mắc hơn. Thằng này là 135 ngàn nè, còn thằng này là 175 ngàn nè. Này là Waro tay đỏ nè, ở ngoài master tay đỏ. Ở tay đỏ thì mắc hơn quý vị, nó cái hồng nó to hơn. Còn hàng này cái họng nó nhỏ hơn. Đó, họng này nó nhỏ hơn nè, quý con xem nè, họng nhỏ hơn nè. Rồi thằng này họng to hơn nè, thấy không? Rồi thằng này là 135 ngàn, còn thằng này là 175 ngàn. Còn thằng này là của máy cưa thông dụng, máy cưa 5 ngàn 2, cũng 100 mấy luôn. Rồi em qua tới cái thằng dây ga mấy cái cỏ. Dây ga thì nó có loại dài cái lòi ra đây nè, nó là 9 xăng ha. Lòi ra là 9 xăng. Rồi có loại lòi ra là 5 xăng. Đó, lòi ra ngắn là 5 xăng, nó tùy theo cái loại máy rồi con. Rồi cái này là loại dây ga ngắn, gắn máy 4 thì hoặc là mấy máy phun thuốc nó cũng xài loại này. Rồi, ở đây em có mấy máy xuồng bơm 4 thì con, này rất là mạnh nè, bỏ xuống là hút luôn. Xăng riêng, nhớt riêng, máy 4 thì của động cơ OHC Honda nữa quý con. Mà nó liên danh mấy con mới này đa phần là của hàng Trung Quốc hết nha mọi con. Máy mới về tất cả Việt Nam, máy mới là hàng Trung Quốc mà sản xuất hết á. Nhưng mà cái những con này thì độ bền nó cao và em đã bán rất là nhiều rồi. Còn máy mới đâu, mấy con này đâu có máy Nhật, máy xuồng thì Nhật nó chưa sản xuất. Cái loại đời cũ này, cái đời cũ này đâu có về máy xuồng, mà máy xuồng của hàng Nhật về nữa. Nó có thì nó cũng rất là mắc thôi con ha. Con này nó chỉ có 2 triệu mấy một con thôi và xài rất là nhiều rồi, quý con mình xài rất là nhiều và độ bền nó cũng khá là cao nữa. Này là 4 thì nó liên danh nha quý con. Rồi con này thì 2 triệu mấy một con thôi. Nó 2 triệu 650 ngàn. Quý con mình được bao ship nè, giật nổ rồi mới gửi tiền cho shipper. Đó, mình dột xuống thì nó hút thôi. Rất đơn giản, hút cực kỳ mạnh, như 1 phút quý con tưới được là khoảng 200 mấy lít á. 200 mấy lít trên phút. Cực kỳ cao luôn, dùng để cứu hỏa được luôn quý con. Rồi thằng này là cái cặp dò bảo vệ. Mình gắn vô cái chân mình đúng không? Đây là khi mình cắt cỏ cái mình gắn vô cái chân mình nè. 195 ngàn một cặp, gắn hai bên luôn. Đó, cái lưỡi mấy cái lưỡi chắc này nó cũng khá là nguy hiểm khi nó bị gãy vỡ. 195 ngàn. Còn đây là IC, nói chung bên em là nguyên cái xưởng IC luôn. Quý con hỏi IC gì bên em là sẽ cố gắng tìm IC máy bãi quý con ha. IC mới thì nó bao la, hỏi IC riêng bãi thì nó mới hiếm thôi. Mà bên em là xưởng sản xuất IC và kho IC rất là lớn. Đây là cơ sở 2 của em, cơ sở 1 thì chuyên sản xuất IC luôn. Này là IC của Hu 365. Nó Hu 365 thì nó 200 mấy.
Còn IC bình thường nó 100 mấy vài chục ngàn cũng có, tùy loại cũng còn ha. Rồi còn như cái dũa, em có cái dũa này, dũa thì em có loại 4.0, 5 4.8 và 5.5 Ogaran và Actin, nó tầm 5 loại cho. Cái dũa này còn dũa máy cưa rồi đó. Nó ha, lẻ thì 22 mấy ngàn cây. Nói chung là rất là nhiều mẫu phụ tùng ha. Quý con mình cần cái mẫu phụ tùng nào cứ liên hệ bên em còn rất nhiều cái loại đồ nghề nữa nè, đồ nghề thông minh, cái loại đồ nghề thông minh nó xài chuyên pin phổ thông. Đó, gắn đèn quạt hay xài chuyên pin phổ thông, rồi máy bắn bu lông, máy chuyên vít. Rồi những đồ nghề sửa chữa, máy cưa bát đỏ, phụ tùng, lưỡi cắt lẻ. Rồi, số thời em để trên màn hình đó, quý con mình có thể là tham khảo hoặc là đến trực tiếp tại cửa hàng bên em, là cửa hàng số 2 của em ở vòng xoay Sơn Đốc, Hưng Nhượng, Dòng Trơm, Bến Tre. Quý con tới vòng xoay là quý con sẽ thấy cửa hàng em ngay còn cửa hàng 1 thì mấy bạn ở trên bạn đang vận hành ở trên đó thì em đang xuống đây em thiết lập cái cửa hàng số 2. Quý con mình còn mỗi nào cứ liên hệ bên em nha. Rồi, cảm ơn quý con nhiều.